Nhan sắc nữ thần thế hệ mới với khuôn mặt tỷ lệ kim cương và màn dao kẻ chấn động. Go Yoon Jung, sinh năm 1996, bất ngờ nổi tiếng sau loạt ảnh chụp trong một tạp chí thời trang tại Hàn Quốc vào năm ngoái. Cô nàng được dân mạng dành tặng biệt danh nữ thần thế hệ mới nhờ có gương mặt đẹp không góc chết và thần thái sang chảnh. Tuy nhiên, để cô nàng 9X có được vẻ đẹp như hiện tại thì Go Yoon Jung đã phải nhờ cậy đến phẫu thuật thẩm mỹ. Người mẫu lên tiếng thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho biết bản thân từng là nạn nhân của bắt nạt học đường bởi ngoại hình kém xinh. 9X được gia đình ủng hộ quyết định giao kéo để có được vẻ ngoài thu hút hơn. Với năng khiếu hội họa, cô đã tự nghiên cứu cấu trúc gương mặt và thiết kế diện mạo mình mong muốn để bác sĩ thực hiện. Sau khi giao kéo thành công, vẻ đẹp của Yoon Jung khiến dân tình mê mẩn với gương mặt đạt đến tỷ lệ kim cương. Những bức hình của cô được treo làm poster quảng cáo tại các thẩm mỹ viện khắp cả nước. Được mệnh danh là búp bê sống, mỹ nhân không góc chết, Go Yoon Jung còn sở hữu cho mình một chiếc mũi cao thẳng khiến cho bao người mơ ước và mê mẩn. Vì vẻ đẹp chuẩn không cần chỉnh cùng khí chất nàng thơ mà Go Yoon Jung đã được chọn là một trong ba hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ mới nhất của Đại Hàn Dân Quốc. Nhan sắc kiêu sa của cô nàng còn được nhiều người so sánh với đàn chị nổi tiếng là mợ chảnh Jeon Ji Hyun. Bạn có ấn tượng với khuôn mặt của cô nàng 9X này hay không? Hãy để lại ý kiến bình luận của bạn dưới video này cho chúng mình biết nhé! Đừng quên đăng ký kênh của Bệnh viện Thẩm mỹ Gangnam để cập nhật thêm nhiều câu chuyện Việt hóa thiên Nga phiên bản ngoài đời thực. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video khác!